hello và dạ, chào mừng uh, quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của các việc à, hôm nay chúng ta cùng uh, làm rõ một số cái vấn đề liên quan đến uh, cô bé diễm my nữa các nhà hôm nay thật sự là cũng nên nên bàn cái câu chuyện này một lần để cho nó rõ ràng để thôi chứ nhiều người cứ uh, nói ra nói vô rồi nói dòng nói do thì thành ra hiểu tầm bậy tầm bạ hết à, nhưng mà trước tiên thì uh, trở lại với cái thông tin liên quan đến luật sư của thiền An Minh Bầu vũ trụ cái đi hai cái nhà À, bởi vì hiện tại đó cái nhóm mà đang à, ra sức bảo vệ cho cái hộ gia đình tại bên bờ vũ trụ đó, họ lại dựa vào một cái văn bản à, mà lê thanh minh tú đã tiết lộ à, nói rằng là cái cái văn bản đó là của luật sư rồi hay là cái cái văn bản trả lời từ phía à, công an hoặc là cơ quan chức năng của tỉnh long an gửi cho nhóm luật sư thì à, cái đoạn này hôm trước mình đã có chia sẻ rồi à, mình cứ nghĩ là mọi chuyện nó rõ ràng như vậy thì đâu cần thiết phải bàn cãi gì nữa nhưng mà hiện tại á cái nhóm bên phía bảo vệ tạm á họ vẫn dựa vào cái đó và họ nói đó là tin vui là tín hiệu đáng mừng là là những cái ông thầy của họ đã chuẩn bị thực thả à, nhưng mà cả nhà nhớ á, là cái đoạn đó nó có trong cái, cái cái công văn đó, đó họ chỉ tiết lộ một đoạn thôi à, tiết lộ á, là kết quả làm việc thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa xác định không cần thiết lập À, không cần áp dụng cái biện pháp ngăn chặn và ra quyết định trả tự do cho lê thanh nhất nguyên cái vấn đề này á, là anh chàng nhất nguyên bị bắt quả tang bởi vì ảnh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng mà ảnh trả tự do ảnh được trả tự do bởi vì người ta nói nói chung là có thể ngăn chặn không cần áp dụng cái biện pháp ngăn chặn bởi vì ảnh có thể là có địa chỉ có lai lịch rõ ràng đúng không có lai lịch rõ ràng cho nên người ta trả tự do nhưng mà không có đồng nghĩa là anh vô tội ở trong cái văn bản này hoàn toàn không có nói anh chàng này vô tội mà đã bắt quả tang mà người ta không có kết luận là vô tội nữa vậy thì cả nhà thừa hiểu là nó đã như thế nào rồi đúng không chứ đâu phải là nghe nói trả tự do tức là anh ta không có cái phạm vô cái tội lừa đảo đúng không hoàn toàn trong cái văn bản này đâu có nói là anh chàng nhất nguyên là không có cái tội lừa đảo đâu nhưng mà người ta nói là bắt quả tang nhưng mà có thể trả tự do là vì anh này có nhân thân hoặc là có địa chỉ có nhà cửa đàng hoàng cho nên người ta trả tự do tự do cho ảnh đúng không nhưng mà sau đó thì người ta lại xác nhận rằng anh này vi phạm theo cái điều 331 thì người ta bắt tạm giam và cũng chưa chắc là cái cái tội cái gọi kia người ta không xem xét nó hoàn toàn chúng ta không thấy cái câu kết luận nào hết nhưng mà bên phía bảo vệ tạm họ lại nói đang thấy hai cái chữ tự do thì cứ cứ nghĩ là anh kia là không có phạm tội cho nên là có cái văn bản phản hồi của công an thì các thầy của họ chuẩn bị được thả À, nó vô lý hết sức cả nhà vậy mà họ cũng đang lan truyền đang chia sẻ cái thông tin đó rần rần lên mình thấy khá là buồn cười cho một một cái, cái lối suy nghĩ của một số người như vậy luôn á à, nhưng mà thôi thì cái chuyện đó từ từ đi thì chúng ta sẽ biết à, cũng không còn bao lâu nữa đâu đúng không còn hơn 20 ngày nữa thì mọi chuyện có lẽ là nó sáng tỏ thôi à, nhưng mà đâu phải thấy hai cái chữ trả tự do trong cái thời điểm ngày 4 tháng 1 rồi sau đó bị bắt à, thì họ cứ nghĩ hai cái chữ tự do là là được thả là vô tội hay sao đúng không rất là buồn cười đúng đó nha à, nhưng mà thôi thì chúng ta cứ thống nhất á, là cứ chờ đợi từ cơ quan chức năng đi à, đừng có nghe những cái người nói ra nói vô làm gì à, kể cả là có tội hay không có tội thì cơ quan chức năng đang đang điều tra thì khi mà người ta có kết luận thì chúng ta sẽ biết là có hay không ha rồi cái vấn đề um, quan trọng nhất hôm nay mình muốn chia sẻ cả nhà đó là cái đứa con mà quy bằng con ruột con ruột chứ không phải con ruột nha con ruột của uh, của thầy ông nội á là có đăng một cái status nói rằng á là tại sao mãi cho đến nay ông Thắng vẫn ở ngoài vòng pháp luật vẫn mập mạp vẫn muốn làm gì thì làm một cái câu hỏi rất là ngu rất là ngớ ngẩn ông Thắng á ông có vi phạm pháp luật hay không ông có bị điều tra hay không và ông là cái gì mà tại sao lại không không cho ông là không muốn không cho ông ăn uống không cho ông làm gì làm vô duyên không đúng không người ta là một cái công dân bình thường người ta không vi phạm pháp lực thì xử lý người ta bằng cái kiểu gì à, vậy mà đặt ra một cái câu hỏi rất là ngớ ngẩn mà có hàng chục hàng, hàng ngàn hàng trăm người à, nghe theo rồi bắt đầu bình luận xuyên tạc đủ thứ à, chúng ta cũng phải biết rõ một điều đó, là nguyên nhân để xảy ra cái cớ sự cái hộ gia đình tạm như ngày hôm nay đó là con gái ruột của anh thắng à, đã, đã vào tạm và anh thắng đã có rất nhiều lần đi vào cái hộ gia đình tạm đó và gặp được con gái trong đó ngay cả những cái lời hứa hẹn từ bên phía tà am là sẽ thả diễm my về này kia kia nọ thì đó là cái sự thật chính mắt người ta thấy cho nên á người ta phải tìm mọi cách để đưa con người ta về chứ đâu phải là người ta muốn kiếm chuyện hay là muốn hãm hại gì tà am đâu à, cái, cái, cái 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 nguyên nhân sâu xa như vậy á thì không chịu hiểu mà cứ tối ngày cứ nói là ông thắng hãm hại tà am hãm hại này kia kia nọ nếu như á mà ông thắng mà mà sai khiến được tà am á, là có lừa đảo hay là giả sư giả chùa giả mồ côi hay là cái nghi vấn lùm lon nữa đó nếu mà anh thắng sai khiến được mấy cái chuyện đó đó thì mới gọi là anh thắng có tội chứ còn bây giờ ví dụ như người ta đi tìm con người ta có thể đó là đến đó thì cũng có thể là xô xác hoặc là gãy ẩu đả gì đó nhưng mà những cái chuyện mà họ phạm tội những cái cái chuyện mà phạm tội công an mà đang vẫn đang điều tra đó thì anh thắng có sai khiến được chuyện đó không mà lại người ta nói là người ta là là hãm hại đúng không? À, nhưng mà vấn đề hiện tại cả nhà, họ ngoài việc là tấn công thắng, họ còn tấn công luôn cả cô bé Diễm My. Mặc dù trước đó Diễm My uh, liên tục đăng những cái video clip lên, rồi bắt đầu tấn công cha rượu của cô này, à, là họ xem á, xem Diễm My lúc đó như là một người hùng vậy đó. Họ đưa cô bé này lên tận mây xanh luôn và hầu như tất cả các kênh YouTube mà ủng hộ tà em lúc đó đó, đều chia sẻ và À, cái kiểu như là rất là quan tâm diễm my đội thiếu điều đội diễm my lên đầu luôn à, đội cô này lên trên đầu luôn nhưng mà đến thời điểm hiện tại đó hình như e rồi e bắt đầu quay qua tấn công diễm my tấn công rất là mạnh mạnh mẽ luôn và thậm chí là chửi luôn nữa à, vậy rõ ràng lúc trước á, thì họ ủng hộ bây giờ họ lại chửi là chính họ là những cái con người bất nhất đúng không à, trước thì nói về sau nói về nó khác nhưng mà họ dở thật sự những cái người ủng hộ tà am mà đang chửi bới diễm my họ rất là dở bởi vì họ không họ không biết một điều á nếu như họ nói rằng thiền am tà am không có liên quan gì đến diễm my đúng không không có liên quan đến diễm my vậy thì họ càng phải mong muốn cơ quan chức năng phải tìm gặp diễm my sớm hơn nữa bởi vì họ nói là diễm my là tự nguyện vào tà am sống hay là diễm my là là nạn nhân của cha ruột cô của bé này vậy thì nếu mà cơ quan chức năng tìm được diễm my vậy thì thì cái cái hộ gia đình tà am được minh quan rồi đúng không và nếu mà cha ruột của Diễm My có có cái hành vi gì với cô bé này thì 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 ông Thắng là người chịu trách nhiệm đúng không mà, mà trong khi ông Thắng là cái gai trong mắt của những người này vậy thì khi mà tìm được Diễm My rồi cô bé này sẽ tố cáo cha của cô ấy vậy thì coi như là à, một cái à, kêu bằng một kẻ thù không đội trời chung của tà am sẽ được triệt kêu bằng triệt để đúng không sẽ được xử lý triệt để à, nhưng mà không ngờ họ không có nghĩ ra con đường đó họ lại tấn công diễm my nói cô này là sao chổi là hãm hại tà am là à, tà am muốn cứu diễm my nhưng mà cô vô tình là diễm my hãm hại thì am thế này thế kia à, đó là sao cả nhà rõ ràng họ biết một mà không biết mười à, trong khi diễm my bây giờ á à, dù muốn dù không nếu mà họ có làm gì khuất tắc thì họ phải chịu phải đền tội đúng không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật còn nếu mà họ không phạm tội thì diễm my xuất hiện lại càng à, có cách có cái cớ để à, giải cứu cho họ để minh quan cho họ đúng không vậy ra mà không biết sao à, kiểu như là họ không có muốn cho cơ quan chức năng là là tìm thấy diễm my không bằng vậy đó à, rõ ràng những con người này rất là tiểu nhân họ vì cái mục tiêu là bảo vệ tà am nhưng mà không quan tâm đến những cái vấn đề khác của xã hội chẳng hạn như một gia đình người ta mất con người ta phải tìm con khổ sở như, như thế nào à, họ không có đặt cái cái trường hợp của họ vào hoàn cảnh của người ta, cho nên họ thấy sao yêu cầu mà idol của họ à, thấy thiền em mà mà sung sướng và vui vẻ hay là cái gì là họ mừng rồi, còn cái chuyện khác họ không quan tâm. À, kiểu như là à, thiền em là là trung tâm là rốn của vũ trụ vậy đó, ai đụng cái thiền am không được, đụng với người khác được, giết họ người khác cũng được nữa, người khác ở tù cũng được nữa nhưng mà quan trọng là đừng có đụng chạm tới thiền em thôi. Ở sao kỳ vậy. À, chúng ta phải hiểu một điều á, tất cả những cái vụ việc vừa rồi à kể cả ông thắng có vào thiền em hay không kể cả diễm my có cái gì với lại thiền em hay không á thì cũng không thể nào mà sai khiến được hoặc là làm cho thiền Am họ là một cái nơi giả chùa giả sư giả mồ côi giả chú tiểu rồi còn một cái nghi vấn lụm lon nữa đó tất cả những thứ đó không ai sai khiến và cũng không ai à, kêu họ làm bắt buộc họ làm như vậy được tự nguyện họ làm và họ thông đồng với nhau để họ làm ra những cái, cái vấn đề đó để trục lợi thôi đúng không cả nhà À, vậy mà bây giờ cứ uh, quay sang tấn công diễm my tấn công gia đình diễm my mình thấy mắc cười quá những người đó uh, là đang cố tình che giấu một cái sự thật uh, che giấu sự thật và không dám nhìn sự thật họ chỉ uh, biết núp lùm rồi tấn công người này hoặc là uh, nói, nói 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 xạo nói gì đâu không à. uh, chứ sự thật thì không dám thấy khá là buồn cười cả nha rồi thì uh, nếu mà họ không có chấp nhận sự thật không dám đối mặt sự thật thì một ngày nào đó diễm my uh, xuất hiện và Diễm My sẽ khai tất cả thì uh, lúc đó thì khói hận cũng đã, 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 đã muộn rồi đúng không các nhà chúng ta cùng chờ đợi cái ngày đó ha các nhà rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ à, xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại